Xin chào quý vị khán giả, Ngọc Tiên rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình Cảnh báo lừa đảo được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, có nhiều người cứ hay nghĩ rằng với những quán nước nhỏ lẻ thì không cần phải lắp đặt camera, không cần phải đề phòng cẩn thận so với những cơ sở kinh doanh khác. Thế nhưng vì thiếu nghiệp vụ quản lý và tính chủ quan nên đây cũng chính là miếng mồi béo bở của những kẻ lừa đảo dòm ngó. Với tình huống được tái dựng sau đây sẽ là một bài học đắt giá vì được một người phụ nữ chủ tiệm cà phê kể lại mà đến giờ cô vẫn còn sợ hãi. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến sau đây. Nhưng lúc giữa trưa quán vắng, bà chủ tiệm cà phê đem tiền bán hàng sáng giờ ra đếm và tổng kết lời lỗ. Nhưng bà không ngờ rằng hành động ngang nhiên đếm tiền trước cửa tiệm đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ chuyên đi khảo sát lừa đảo trên địa bàn gần đây. Hắn cùng đồng bọn lên kế hoạch tiếp cận ngay sau đó. Chào em. Cho con ly cà phê đi cô. Rồi, có liền, chờ cô chút nha. Dạ. Alo, tụi bay đang ở đâu vậy? Ra cà phê với tao không? Ê, có kẹo thơm nè, ra đây đi. Thì tao nói nhiêu tụi bay hiểu rồi. Ra đây nha, tao nhắn địa chỉ qua cho. Ừ, nhanh nhanh nha. Ôi, không biết là quý vị có bức xúc như Ngọc Tiên hay không? Tại sao mà bà chủ tiệm lại có thể sơ hở đặt một cái túi tiền ở trên bàn như thế chứ? Chắc chắn đây là một cái miếng mồi rất là béo bở, sẽ khiêu khích kẻ gian cho coi. Nhưng mà không biết thủ đoạn của bọn chúng dàn dựng ra sao, chúng ta hãy cùng xem tiếp nhé. Đồng bọn đã tới. Chúng đã mắt ra tín hiệu và hành động. Cô ơi, tính tiền đi cô ơi. Rồi. Ủa, sao về sớm vậy? Hồi nãy nghe nó rủ bạn bè tới đây mà. Tại mấy đứa bạn con nó nói nó bận, cho nên bữa khác tụi con ghé nha. Vậy hả? Dạ, cô thối giùm con nha cô. Chàng ơi, tiền bự quá à. Thôi chờ con chút xíu nha. Dạ. Con, dạ. Nói nghe nè, lấy đỡ một cô đi, bận sao tới 20 cũng có nữa nha. Dạ, con lấy mà. Cô pha cho con ly cà phê sữa nha. Mà cô lấy cà phê pha sẵn đó nha, chứ cà phê Vin con chờ lâu quá à. Chúng cố tình làm rối, hối thúc khiến bà chủ chạy ra chạy vào pha cà phê mà quên để ý hộp tiền vẫn để ngay quầy. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Chúng ôm hết số tiền trong hộp tẩu thoát. Đến nước này, chỉ trách bà chủ tiệm cà phê đã quá chủ quan mà thôi. Vì màn dàn cảnh đánh lạc hướng quá dễ dàng và cả chiêu thức cũng rất là đơn giản nên khiến cho người chủ tiệm hiền lành đó bị qua mặt một cách nhanh chóng. Bởi vậy mới nói chúng ta cần phải cẩn trọng ở mọi lúc mọi nơi. Và nếu như kinh doanh nhỏ lẻ thiếu người bảo vệ thì hãy nhớ tiền bạc phải lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Và đặc biệt khi chúng ta thấy với những người lạ xuất hiện ở khu vực mình ở thì cần phải đề phòng cảnh giác, đừng lơ đễnh chủ quan kẻo tiền mất tật mang. Thưa quý vị, với lời cảnh báo vừa rồi thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chúng tôi rất mong tất cả quý vị sẽ cùng tiếp tục đóng góp ý kiến và ủng hộ cho chương trình nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ ngày mai trên kênh YouTube Sen Vàng TV.